Khi được ra mắt vào năm 2018 thì The Witch hay Sát thủ nhân tạo của Hàn Quốc đã không chỉ gây ra sự phấn khích cho các khán giả ở trong nước không thôi, mà ngay cả những fan quốc tế thì cũng vô cùng bất ngờ bởi một thế giới đen tối và bạo lực mà bộ phim đã xây dựng. Sau khi phần thứ 2 được lên kệ vào năm 2022 thì vừa mới đây, PD Park Hoon-jung đã cho ra mắt một dạng series spin-off của vũ trụ The Witch mang tên The Tyrant với 4 tập phim ngắn và được phát sóng trên Disney Plus. Dù được cho là thuộc cùng chung một vũ trụ, thế nhưng nội dung của The Tyrant lại có phần khá là độc lập cũng như là cũng không có quá nhiều chi tiết liên quan đến The Witch. Và đây là Way to Weird Movie. Ngày hôm nay, các Weirdo hãy cùng với Bonnie đi qua toàn bộ diễn biến trong bộ phim The Tyrant. Cảnh báo cho các bạn là cực kỳ đẫm máu và đánh đấm đó nha. Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì Weirdo, go! Mọi biến cố của phim bắt nguồn từ một tham vọng của Hàn Quốc. Khi khác với những nước phát triển khác, Hàn Quốc lại không được phép tự mình phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân. Và trong bộ phim này, dự án mật Tyrant hay dự án bạo chúa cũng là thứ mà đáng lý ra Hàn Quốc không được phép sở hữu. Đây là một loại vũ khí sinh học được nghiên cứu bởi Hàn Quốc và nó sẽ cung cấp cho người sở hữu một sức mạnh siêu phàm vượt xa người thường. Điểm yếu duy nhất của người sở hữu Tyrant đó chính là họ rất kỵ ánh sáng và sẽ bị tiêu diệt nếu bị chiếu trực tiếp bởi ánh sáng mặt trời quá lâu. Đối với quân sự Hàn Quốc, dự án mật Tyrant được diễn ra không mấy suôn sẻ cho lắm, khi phần lớn những người được thí nghiệm đều tự hủy vì không thể tương thích với loại vũ khí sinh học này. Ngay cả phía NIS, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, cũng đã bị phía Mỹ bắt dừng việc nghiên cứu lại và tiêu hủy tất cả các mẫu. Tuy nhiên, Choi đã bí mật ra lệnh cho cấp dưới của mình bằng mọi cách phải giữ lại bằng được một mẫu vật vì tương lai của Đại Hàn Dân Quốc. Với nguồn tin tình báo cuối cùng mà cục trưởng Choi nhận được, anh đã tìm ra được cách để tiếp cận với mẫu vật cuối cùng mà cấp trên sẽ không bao giờ có thể biết được, cũng như anh đã biết được vị trí bí mật sẽ được dùng để giấu nó. Người đáng lý sẽ được chọn cho việc đánh cắp mẫu vật Tyrant chính là đặc vụ Choi. Thì thật không may, ông đã bị sát hại trong nhiệm vụ gần nhất. Vậy nên, người duy nhất còn sót lại có thể thực hiện thành công phi vụ này chỉ có mỗi con gái của ông là Cha Kyung. Về phía của Cha Kyung, cô cũng vừa mới thực hiện xong tang lễ của bố mình sau khi lấy lại được thi thể của ông từ đám thủ phạm. Vấn đề duy nhất của Cha Kyung chính là cô bị mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly với một nhân cách khác là anh em trai sinh đôi của mình. Cô sau đó được tiếp cận bởi Yeon Mo Yong, cấp dưới của cục trưởng Choi. Với lời đề nghị hậu hĩnh có thể giúp cô thực hiện ước mơ còn đang dang dở của bố, Cha Kyung đã đồng ý. Tuy nhiên, sau khi Cha Kyung đã phá kết thành công và lấy được mẫu vật cuối cùng, Mo Yong đã lật lọng và bắn cô rồi vứt xác xuống một cái đập nước gần đó để thủ tiêu. Không ngờ rằng sau hàng tá tổn thương như thế, Cha Kyung vẫn có thể sống sót. Cô thậm chí còn đánh cắp được lọ Tyrant trong cái vali từ trước mà Mo Yong không hề hay biết. Bản thân Mo Yong cũng lường trước được việc bản thân có thể bị cục trưởng Choi trừ khử sau khi biết được về dự án Tyrant. Vậy nên, anh cũng đã làm phản và giết hết những thuộc hạ của Choi để cho bản thân có thể tự tung tự tác. Ngay khi biết được những biến cố vừa xảy ra ở Hàn Quốc, Paul, thành viên của cục tình báo Hoa Kỳ đang làm việc tại Philippines, cũng đang xem lại đoạn video liên quan đến thí nghiệm của dự án Tyrant. Từ đây, Paul đã quyết định sẽ tự mình đến Hàn Quốc để gặp Choi đối chất và chấm dứt việc Hàn Quốc tiếp tục với dự án này. Với việc Mo Yong đã làm phản, cục trưởng Choi buộc phải thuê cựu đặc vụ đã nghỉ hưu, nay chuyển nghề thành sát thủ là Lim Sang để giải quyết rắc rối hộ mình. Khi anh được giao nhiệm vụ là đi diệt trừ hết toàn bộ những râu ria, dây mơ rễ má có dính líu tới dự án Tyrant. Tại một ngôi làng nhỏ, một thí nghiệm từ dự án mật Tyrant đã xuất hiện, nhưng nó đã ngay lập tức bị ánh sáng mặt trời tiêu diệt. Xong, ngay sau khi chết, dịch từ Tyrant bên trong người của con quái vật đã tiếp xúc với một người dân và từ đó lây nhiễm cho ông ta. Sau khi xác nhận được nạn nhân đã bị lây nhiễm, Lim Sang cũng đã ngay lập tức tiêu hủy mọi thứ để bịt đầu mối. Về phía của Cha Kyung, sau khi tìm được cách quay về, cô đã đến điều trị tại một phòng khám ngầm. Lúc này đây, cô đã chính thức bị cục trưởng Choi và người của tay trùm tên Song, người đã liên lạc với tay bác sĩ, phát lệnh truy nã sau khi biết được là cô còn sống. Cha Kyung sau đó cũng đã chạm mặt được với những gã đã giết bố của mình, rồi từ đó giết chết tất cả và trốn đi. Lim Sang sau đó nhận được thông báo rằng Cha Kyung nằm trong danh sách những người cần loại bỏ của mình. Cục trưởng Choi thì đang bị một thành viên cùng cấp bậc với mình trong cục tình báo là cục trưởng Sa tiếp cận và đe dọa. Anh ta buộc Choi phải giao nộp thứ mà anh vừa đánh cắp. Nhưng đương nhiên là Choi đã làm thình. Anh thậm chí còn nhận ra được rằng cục trưởng Sa thuộc phe đối lập với mình đang được phía Mỹ chống lưng. Họ chính là đang muốn Paul thay thế cho Choi để tiếp tục dự án Tyrant. Sau khi rời đi, để tránh rắc rối và hậu họa về sau, Choi cũng đã tự tay giết luôn giáo sư No, người cùng nghiên cứu với mình trong dự án Tyrant. Tuy nhiên, cục trưởng Choi vẫn chưa biết được rằng mẫu vật mà thuộc hạ mình vừa lấy được về từ Mo Yong là một cái vali trống trơn, không hề có gì trong đó. Choi sau đó cũng đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với Paul sau gần một thập kỷ cả hai không gặp lại. Tương tự như cục trưởng Sa trước đó, Choi vẫn không hé môi nửa lời với Paul về bất cứ điều gì.
Ta cũng được biết rằng không chỉ Mỹ và Hàn Quốc, mà ngay cả Trung Quốc hay một số cường quốc lớn hơn đều chú trọng đến Tyrant với tham vọng xây dựng lên một đội quân siêu nhân của riêng mình. Những tưởng như tiếp tục im lặng là vàng, nhưng không. Moyong đã tự giao nộp mình cho phía cục tình báo Hàn Quốc. Trong khi đó thì Jaegyeong và Lim Sang cũng liên tục càn quét hàng tá nhóm người để tìm ra tung tích của mục tiêu chung của mình là Moyong. Lim Sang thì vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lần lượt xử lý từng nạn nhân từ trong danh sách được cung cấp. Còn Jaegyeong thì dữ dội hơn khi đã tấn công trực diện vào các đầu mối có liên quan đến Moyong, vừa để lấy thêm vũ khí, vừa để trả thù cũ. Cả hai sau đó cuối cùng cũng đến cùng một nơi. Nhưng Lim Sang đã nhanh chân hơn Jaegyeong một bước khi đã đến đó trước và xử đẹp tất cả. Tuy nhiên, vì lầm cầm mà Lim Sang đã không nhận ra Jaegyeong nên đã bỏ mất cơ hội trừ khử cô. Đó là còn chưa kể đến việc một đám côn đồ trẻ trâu không biết từ đâu ra xuất hiện và cản trở Lim Sang. Kết cục là tất cả bọn chúng đều đắp chiếu và ngửi mùi đất. Nhưng đây không phải là nơi duy nhất mà bộ đôi sát thủ chạm mặt nhau. Jaegyeong sau đó đã đến văn phòng của một người quen cũ là ông Song để hỏi rõ thêm tung tích của Moyong. Kết quả là cô biết được việc mình đang bị truy nã, cũng như là thứ mà cô đánh cắp thuộc về chính phủ. Chưa nói thêm được gì thì Lim Sang cũng đã xuất hiện và bắn chết ông Song và toàn bộ vệ sĩ của ông ta. Hai sát thủ sau đó cũng chạm mặt nhau và giao chiến với nhau dữ dội. Kết quả là đôi bên đều bị thương ở một số chỗ khác nhau. Giữa lúc trận chiến đang diễn ra căng thẳng nhất và chuẩn bị kết thúc bởi một pha súng quyết định thì Lim Sang bất ngờ nhận được tin báo từ cục trưởng Choi về việc Moyong đã tự giao nộp mình cho cục tình báo. Vậy nên anh đã quyết định đình chiến với Jaegyeong và thống nhất cùng nhau đi tìm Moyong. Về phía của Moyong, trên đường được cục trưởng Sa và cục tình báo Hàn Quốc áp giải đi, đoàn xe của cục trưởng Sa đã bị người của Paul ngăn chặn. Lúc này thì ta biết được rằng thuộc hạ của Paul là những kẻ được tiêm huyết thanh và sở hữu sức mạnh phi thường. Không còn cách nào khác, Sa đành phải giao Moyong cho đối phương, nhưng cũng được Paul an ủi rằng hắn sẽ loại bỏ Choi cho cục trưởng Sa, bớt đi một đối thủ. Trên đường áp giải Choi và Moyong đến nơi đang cất giữ Tyrant, Lim Sang và Jaegyeong cũng đã bắt kịp được đoàn xe và bắt đầu hạ một chiếc xe cận vệ của Paul. Giờ thì Paul buộc phải phái một trong hai thuộc hạ của mình ở lại để chặn cặp đôi sát thủ. Với siêu sức mạnh và có thể chống được cả đạn, tên thuộc hạ đã dễ dàng hất văng xe của bộ đôi, cũng như áp đảo hoàn toàn khả năng của Jaegyeong. Tuy nhiên, dưới khẩu súng cối của Lim Sang, gã thuộc hạ siêu nhân cũng đã bị bắn cho tàn xác. Nhưng trong lúc Jaegyeong giao chiến cùng tên đó, cô đã vô tình làm vỡ lọ có chứa Tyrant trong người, dẫn đến việc bị lây nhiễm. Tưởng như phải kết liễu Jaegyeong trước khi hoàn thành sao kèo trước đó của cả hai. Nhưng không, Jaegyeong lại hoàn toàn có thể bình an vô sự trước sự lây nhiễm của Tyrant và cả hai tiếp tục đình chiến để lên đường đến chỗ của cục trưởng Choi. Cùng lúc đó thì Paul cũng đã đến được nơi trú ẩn bí mật của Choi cùng với những thuộc hạ của mình. Tại đây, Paul để những tay sai giết toàn bộ cấp dưới của Choi. Nhưng rồi thì Paul phát hiện ra, cái vali mà Choi đánh cắp lại hoàn toàn trống trơn. Tưởng như số phận của Choi và tất cả thuộc hạ còn lại của mình đã kết thúc. Tuy nhiên, Lim Sang và Jaegyeong đã có mặt kịp thời để giải nguy cho anh. Jaegyeong thì một mình đối đầu và xử đẹp được tên thuộc hạ siêu nhân của Paul. Còn Lim Sang thì dễ dàng hạ hết đám cận vệ quen của hắn ta và cũng xử luôn cả tên Paul lắm lời theo lệnh của Choi. Moyong thì cuối cùng cũng đã bị Jaegyeong giết để trả thù vụ chơi khăm trước đó. Giờ đây, chỉ còn 3 người là cục trưởng Choi, Lim Sang và Jaegyeong. Choi lúc này đây mới bắt đầu thực hiện các thí nghiệm của mình lên Jaegyeong bằng cách sử dụng ánh sáng trong hội trường để áp chế cô. Song, ánh sáng đó là chưa đủ mạnh, cũng như là Jaegyeong đã thích nghi hoàn hảo được với Tyrant. Vậy nên, Lim Sang định tiếp cận để giết cô, thì Jaegyeong đã phản kháng và đánh ngất anh ta. Khi nhận ra Jaegyeong chính là thí nghiệm hoàn hảo cho dự án Tyrant, Choi đã khuyên cô đi trốn và tìm một nơi tối tăm để ẩn nấp vì mặt trời sắp sửa mọc. Giờ đây thì không những là hai, mà trong người Jaegyeong đã bắt đầu có đến 3 nhân cách khác nhau sau khi đã hợp nhất với Tyrant. Nhưng cô cũng nghe theo Choi và rời đi tìm nơi ẩn nấp để tránh ánh sáng mặt trời. Sau khi Jaegyeong rời đi, cục trưởng Sa mới ập vào, bắt giữ Choi cùng với Lim Sang. Tuy nhiên, Lim Sang đã không bỏ cuộc mà lao thẳng ra ngoài rồi rơi xuống biển để tẩu thoát. Cục trưởng Choi ở trên thì cũng quyết tâm giữ kín mọi chuyện về dự án Tyrant đến cùng, nên anh đã quyết định tự đăng xuất trong sự bất lực của cục trưởng Sa. Kết phim, ta thấy được khi Lim Sang nhảy xuống biển, anh đã được Jaegyeong trốn sẵn dưới này kéo đi chỗ khác. Ở đoạn after credit của phim, ta biết được rằng cách đây 15 năm, Jaegyeong là một đứa trẻ không rõ cha mẹ là ai, đã xuất hiện trước cửa hàng của ông Choi. Khi nhìn thấy một đứa trẻ bụi bặm không nơi nương tựa, ông đã nhận nuôi cô. Từ đây, ta có thể đặt ra một giả thuyết rằng cô cũng giống với Jaegyeong từ The Witch, khi cũng là một đứa trẻ trốn thoát ra được khỏi tổ chức tạo ra các sát thủ nhân tạo. Thậm chí, ở Jaegyeong còn có một thứ đặc biệt hơn. Khi mà từ nhỏ, bên trong cô đã có một thứ gì đó đặc biệt khi đôi mắt của cô có thể biến đổi thành màu đen. Đây có thể chính là lời giải cho việc cô là mẫu thí nghiệm tương thích hoàn hảo của The Tyrant. The Tyrant thực chất vẫn ở trong cơ thể của Jaegyeong. Và nếu như phim có kết nối sâu hơn với The Witch trong tương lai, chắc chắn cô sẽ là một sát thủ nhân tạo đáng gờm nhất trong vũ trụ phim này.
Với một lối kể chuyện không liền mạch và trông giống như một tác phẩm điện ảnh bị cắt ra thành 4 tập thì The Tyrant mang lại cảm giác hơi khó xem đối với nhiều khán giả. Đến rồi sau cùng, tất cả những gì còn đọc lại trong chúng ta đó chính là những phân cảnh chiến đấu mãn nhãn cũng như là diễn xuất vô cùng tuyệt vời của Kim Son Ho và nữ chính Cho Yoon Sung. Nhưng mà dù sao, The Tyrant cũng là một tác phẩm rất tiềm năng của PD Park Hoon Jung. Còn các weirdo nghĩ như thế nào về series này thì hãy comment xuống phía bên dưới cho Bonnie cùng biết vậy nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, Way Too Weird, out!